Ok. Xung quanh anh cắt không cao quá khỏi khuôn mặt mình nó bị gầy. Đó. Ở đây thì anh cắt layer và size bát. Tức là lúc nào thích vuốt thì vuốt. Được không? Vâng. Hợp lý rồi đấy. Bình thường em cũng không vuốt bao giờ đúng không? Vâng. Em cứ để bình thường. Em sợ nó xấu thì em cũng không để. Cứ để bình thường cho nó. Em có chi nhau. Em 2000 mấy? Em 2008. 2008 à. Anh cắt cho bao giờ chưa? Dạ. Anh cắt cho em bao giờ chưa? Chưa. Lần đầu tiên à? Vâng. Anh thì thi thoảng làm clip thì anh sẽ mời khách anh cắt. Tóc em hai bên này bị bung chỉa này. Đó. Ok. Anh cần thêm đèn không? Không cần. Trước hết mình sẽ kẹp cái phần tóc trên tóc này lên. Kẹp hai bên lên. Ở phần xung quanh này thì bung chỉa. Bây giờ mình sẽ tiến hành kê lược. Các bạn cùng theo dõi cái thao tác của mình nhé. Em tên gì nhỉ? Em tên Bách ạ. Bách ạ, ok. Hôm nay bạn Bách 2K8 làm mẫu cho anh em mình. Ở đây mình dùng NT20 lưỡi kép Mỹ. Và cái cây lược bản to 2022. Đây là phiên bản 2019 này. 2019 nó nhỏ hơn. Đó. Nhỏ hơn 1 cm. Tức là cái chiều rộng của nó nhỏ lại. Cây này 5 cm này. Ok. Mình sẽ tiến hành kê từ bên trái trước nhé. Với cái khuôn mặt gầy như này thì chúng ta kê xanh thôi. Kê xanh thôi, không thì nó sẽ bị nó bị lộ nhé. Nếu mà kê trắng quá nó sẽ bị lộ cái gò má và cái khuôn mặt gầy. Với mục đích chúng ta kê xanh là để giữ được cái phần sai ở trên đây này. Chúng ta khoanh viền luôn. Rồi ok. Tiếp tục xuống phần gáy. Cái phần này chúng ta úp lược xuống để nó đứt được nhiều tóc ở khuôn viền hơn. Tức là cái sống nó bị dày quá thì nó sẽ không vào được cái đường viền. Mình cắt hơi ẩm một chút xong lát nữa mình sẽ sấy khô lại. Ok. Tiếp tục đến phần sau gáy. Mình để cho sáng thêm một tí. Phần sau gáy này. Phần dầu gáy chúng ta kê thì chúng ta cong cái lược ra như này, cong chữ C như này, đó, cong chữ C mọi người nhé, cong chữ C này. Mở nữa thì đẩy mờ cái chân gáy lên, để mình lấy nét vào đây, đó. Đẩy mờ cái chân gáy lên nhé.
để mờ lên. Sau đó mình sẽ dùng các loại cữ để mình tạo cho cái hiệu ứng mờ dần. Bây giờ mình sẽ dùng cữ 1.5. Đó. Mình sẽ dùng cữ 1.5 nhé. Dùng cữ 1.5. Mở lưỡi xuống một chút này. Giống như mình phây lên ấy. Rồi, đóng lưỡi vào, đẩy dưới chân này, cho nó sát hơn này. Rồi, bây giờ tiếp tục, mình sẽ dùng cái cây lược đen bản nhỏ này mình kê ở phần sau gáy này. Đó. Ok, đây là cái phần gáy mà mình vừa cắt xong. Giờ tiếp tục đến phần bên mai này. Phần mai này chúng ta cũng cắt xanh giống bên kia nhé. Cái lược đen này nó mỏng hơn các bạn ạ. Bởi vì là mình cắt lâu năm rồi. Bây giờ mình sẽ là đều lại. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành sấy khô nhé. Sấy khô phần xung quanh đi. Ok. Bây giờ mình sẽ cắt ở trên top nhé. Lược này lược của anh mà đúng không? Anh bà đây. À. Anh cắt cái mái trên cái chạm tới nông mày của nhá. Được. Em không cần ngắn quá. Cũng chỉ gọi là cắt một chút nhá. Cắt đến nông mày. Mình sẽ bắt ở trước trán nhé. Mình sẽ xử lý phần mái trước, sau đó mình sẽ cắt trên top sau. Mình sẽ chuốt những sợi tóc nó cong lên và liên kết với cái phần sai này một chút.
Rồi, vừa chạm đến lông mày. Bây giờ mình sẽ tiến hành cắt ngắn ở trên này đi một chút nhé. Mình sẽ xoay ngang để các bạn dễ nhìn. Mình bắt ở giữa trước, làm điểm chuẩn này. Sau đó mình sẽ cắt ngắn đi 1 cm. Tiếp tục mình cắt sang bên trái này. Cái lược này răng to mà cắt layer cho những bạn tóc dày thì rất là tiện nhé. Cái lược này chắc khoảng 30.000, 40.000 thôi. Răng to chải nó vào tóc, bắt tóc. Sau khi mình cắt xong thì mình sẽ tiến hành tỉa móng phần ngọn, hay còn gọi là tỉa texture, để tạo lọn tóc. Ok, bây giờ mình sẽ tỉa nhé. Tỉa đây mình sẽ tỉa ngang luôn, bởi vì tóc nó rất là dày. Mình cắt như thế nào thì mình sẽ tỉa đúng như vậy. Sang bên trái này, sang bên phải này. Rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành tỉa phần sau gáy. Phần này. Cái phần này là phần khớp này. Mình tỉa để cho nó liền khớp vào với nhau luôn. Đạt xem biên ở đâu, cắt cho biên đi. Cắt cho anh biên đi. Chắc chưa cắt được không? Mình với Đạt thì cắt ở trên tầng 2. Tầng 2 là phòng gội. Cắt trên đây thì nó yên tĩnh. Bình thường thì mình cắt tầng 3. Ok, mình sẽ là phía sau gáy xuống để cho nó mịn nhé. Khi mà tỉa xong thì nó sẽ có những cái sợi tóc con nó bung lên. Mình là xuống thì nó mịn luôn. Rồi, đấy là phần sau gáy mình đã xử lý xong. Bây giờ sẽ xử lý phần hai bên mai. Sẽ là hai phần bên sai này cho nó ôm xuống. Phần bên đây chúng ta cũng la xuống nhé. Em lấy máy của em có ở đây không? Không có. Nhớ tìm xem thẻ của anh có ở đây không nhé. Không có. Tìm kỹ chưa? Tìm kỹ thử xem. Chung nó để đâu nhỉ? Anh không còn một cái nào luôn đấy. Anh em nó cầm mang đi cắt lại. Cái đang quay đây là cái bị lỗi nhưng mà vẫn cố quay. Lục lại là em lục lại đi, ít cũng phải 3-4 cái. Không, không may nó lẫn đấy. Ok, mình đã cắt xong rồi, bây giờ mình sẽ sấy khô nhé. Sấy và vuốt cho các bạn xem là kiểu layer nó sẽ như thế nào.
mình đi viền một chút cho nó dễ cạo. Ok, mình sẽ chỉnh chu lại một chút nữa. Bây giờ mình sẽ vuốt. Anh vứt sao thử cho em nhé. Vứt thử cho em nhìn nhé. Vâng. Ở đây mình sẽ dùng con lợn trắng nhé. Đấy. Rất là dày, ép hai phần mới xài xuống. Máy vậy có dài quá không? Vừa nhá. Vâng. Ok. Của em xong rồi đấy. Xong rồi. Ừ. Cái phiếu của em đâu rồi? Đợi đi. Kênh Tường Ba Bờ Vlog thì Tường sẽ chia sẻ về cuộc sống của Tường. Và kênh Tường Ba Bờ Training sẽ chia sẻ về lộ trình của khóa học. Đồ nghề NT Giao Lạc thì sẽ chia sẻ về tất cả mọi thứ liên quan đến bảo hành và đồ nghề. Khai sáng tâm hồn thì sẽ chia sẻ về cuộc sống, về trải nghiệm, thân và tâm. Tường Ba Bờ Training TikTok các bạn nha sẽ chia sẻ rất nhiều về nghề.
Instagram chia sẻ về những tác phẩm của Tường. NT Doan Lạc là nick Facebook cá nhân, mọi người kết bạn nhé. Còn đây là fanpage chính của Tường, Tường Barber, mỗi thế thôi. Và cuối cùng là nhóm kín của Tường để chúng ta giao lưu về đồ nghề, về nghề.